Nếu như các bạn sử dụng ứng dụng Zalo và các bạn không muốn là một cái phần nhật ký của một tài khoản Zalo nào đó xuất hiện trong cái phần nhật ký ở trên tài khoản Zalo của chúng ta, thì các bạn có thể tiến hành là ngăn chặn và cũng như là ấn được toàn bộ những cái phần nhật ký đó đi. Và khi các bạn đã tiến hành ấn rồi thì toàn bộ nhật ký của người này sẽ không xuất hiện ở trong cái phần nhật ký trên tài khoản Zalo của các bạn. Và để thực hiện được cái điều này thì các bạn sẽ tiến hành là làm như sau. Đầu tiên các bạn sẽ mở cho mình ứng dụng Zalo, các bạn chọn vào phần cài đặt trang cá nhân ở đây. Và trong phần cài đặt trang cá nhân, các bạn chọn cho mình vào phần là cài đặt. Ở đây các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục đó là nhật ký. Và trong phần nhật ký này, các bạn chọn cho mình vào cái mục đó là ẩn khỏi nhật ký. Ở đây nó sẽ ghi rõ đó là bài đăng và khoảnh khắc của những người này sẽ không hiện lên nhật ký của bạn. Và nếu như các bạn muốn thêm bất kỳ một tài khoản Zalo nào mà các bạn muốn ẩn toàn bộ nhật ký của họ thì các bạn nhấn vào phần dấu cộng ở đây. Lúc này thì nó sẽ xuất hiện tất cả những cái tài khoản Zalo ở trên danh bạ của bạn ở đây. Và nếu như các bạn muốn ấn nhật ký của người nào, các bạn chỉ cần chọn vào. Sau đó thì các bạn nhấn vào phần biểu tượng ở đây. Như vậy là các bạn đã thêm được thành công những cái tài khoản Zalo mà các bạn là muốn là ấn toàn bộ nhật ký của họ khỏi cái phần nhật ký của các bạn nha.